trường, chào anh em của miền quê Đông Bắc cái coi chơi. Chào đấy chứ. Đâu? Để đấy, chào anh em miền quê Đông Bắc đi. Ui, ui. Chào anh em miền quê Đông Bắc nhá. Hôm nay mình ăn cái đùi gà siêu to khổng lồ nhá. Mình. Mọi người có thấy mình ăn cũng ngon không ạ? Còn nó chưa gì đã căng nhái quả quả đấy rồi. Đấy, đi làm với mọi người ăn như thế này đấy. Nhưng mà hôm nay chơi sáng có hôm nay cái siêu thị này là cái gì nhỉ? Lốt tè có giấy đây, sữa đây. Ôi dồi ôi. Cái chai kia đắt tiền đấy. Cường 27.000 cái chai này đấy đúng không? Còn cái này 17.000. Còn cái này, thằng này lấy cái thế nhỉ? Phần thực giá phần cơm 35.000 đồng mà. Ủa nó xong rồi. Phải ăn bóc à? Thế giờ làm sao mà lấy gì mà bóc? Nó không cho cái muỗng ở dưới à? Ở dưới đấy rồi. Dạ. Xong rồi, 35.000. Một suất cơm. Đấy, cho anh ấy ăn luôn. Có đũa đó thì đi ăn bằng cái chi? Chớ đã ăn đùi gà rồi hả? Dữ đấy. Đây cũng có cơm rang dưa, cơm rang giá chủ yếu cái đùi gà này, cái này to đấy. To bằng cái nắm đấm này sợ nhỉ. Anh em ăn vất vả chưa đấy, đi làm sướng sướng gì đâu. Ăn tiếp đi ạ. Chào bà con nhá. Ra một phần cơm như này cũng ổn đấy chứ nhỉ? Mùi vị như nào được không? Thôi mời cả nhà ăn cơm, ăn cơm trận này chắc bá đạo nhất trong năm rồi. Chạy dây không? Hả? Chạy dưới mặt trắng mà. Chạy chấm vào chỗ này. Chấm vào chỗ này là sáng rồi. Quay rồi. Cái gì cho? Thế mà bảo là trong đấy muốn cơm mà lại bảo nó là có đũa nhỉ? Có ăn cái đó đùi gà này chứ là mình thèm lắm rồi. Ăn ngoài thôi.
ta. Mời cả nhà nhé, cả nhà nếu thấy hấp dẫn thì đăng ký kênh nhé, để lần sau mình review video mới hơn nhé. Bắt đuôi. Ôi cái tuổi gà. Đi trường thì quay nữa trường. Em giờ em đi bước, mình của em này. Đấy. Cảm ơn cả nhà nhé. Mày nhớ dài vào. Dài gì? Dài ai xem? Dài mình ăn phạm tới chỗ hổ. Đi đâu? Hả? Ít mẹ Hà Nội bây giờ có màn là được rồi. Hà Nội bây giờ thôi chứ. Hà Nội bây giờ có màn là tốt rồi. Quay đoạn này một tí, quay tiếp một đoạn xong ấy. Xong lại uống nước hả? Cắt đi đúng không? Ừ. Sau một hồi tá lá đây, dọn sạch luôn. Chỉ còn lại cục xương đuôi gà thôi. Ăn tá hỏa. Đói vang mèo lên đấy. Đùa. Một giờ chưa? Anh em đi làm rất chi là vất vả đây. Đây giờ này, đây ở đang ở Lotte Ba Đình. Cái này cái gì Thăng Long gì? Lotte Cầu Giấy đây. Ôi dồi. Nhà cao nhìn mãi chả thấy hết. Ôi được rồi. Chào mọi người thôi. Tiết mục là uống sữa lắc đây.